Kính thưa ông bà và anh chị em thân mến, ông bà và anh chị em có bao giờ mà chúng ta bực tức về một cái người nào đó không? Có lẽ là trong cuộc sống mỗi người chúng ta ai cũng vậy, bởi vì đã là mang trong mình cái thân phận con người, nó có những cái sự bất toàn. Và nhiều khi là cái sự bực tức đối với người khác khi người khác làm trái ý mình, hay là một cái điều gì đó thì mình rất là dễ bực bội. Đó là một trong bảy mối tội đầu. Cho nên cái bảy mối tội, trong một trong bảy mối tội đầu đó là cái tội mà ganh tức. Chúng ta tìm hiểu thử nó có lợi hay không. Và chúng ta thấy cái điều này không phải là có từ ngay từ thời chúng ta, nhưng mà cái thời trước Chúa giáng sinh, cái thời ông Mô-xê đó, là cách đây hơn 3.000 năm. Và chúng ta thấy là khi lúc bấy giờ thì ông Mô-xê giao cái nhiệm vụ cho ông Giô-suê lãnh đạo dân Chúa, để rồi dẫn dắt dân tộc Do Thái vượt qua sa mạc trong cái hành trình 40 năm đó để đi về miền đất hứa. Thì Chúa chọn ra 72 người để rồi nói tiên tri. Nhưng mà hôm nay có hai người không thuộc cái nhóm 72 mà lại nói tiên tri. Cho nên là đứa bé nó mới chạy đến và nó nói với ông Giô-suê rằng có hai người không thuộc nhóm 72 mà lại nói tiên tri. Thì ông Giô-suê mới nói ông Mô-xê rằng đó là hãy ngăn cấm hai cái người này, không cho hai cái người này nói tiên tri. Nhưng mà ông Mô-xê thay vì không ngăn cấm, ông lại còn khuyên một cái điều, đó là ông nói rằng là ước chi Chúa ban cho dân Chúa ai cũng nói tiên tri. Rồi trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Mác-cô ghi lại việc có những người không thuộc nhóm 12, nhưng mà họ nhân danh Chúa để rồi trừ quỷ, nhân danh Chúa để rồi làm những cái phép lạ. Thì lúc bấy giờ Thánh Tông Đồ Gioan là người môn đệ Chúa yêu đó, mới đến mới thưa với Chúa một cái điều, đó là thưa Thầy, có người không thuộc nhóm 12 chúng con mà nhân danh Thầy mà họ làm phép lạ. Thì Chúa mới nói rằng là ai không nghịch với ta là thuận với ta. Chúa không ngăn cấm. Cho nên chúng ta thấy là có một cái sự, có nghĩa là có một cái sự đố kỵ, cái sự ganh tức, làm cho có thể nói là người ta thấy khó chịu đối với người khác vì người khác hơn mình. Cho nên cái ganh tức là một trong những cái mối tội, trong bảy mối tội đầu, mà làm cho con người chúng ta có thể nói luôn luôn có cái sự bất hạnh trong cái con người. Tại sao chúng ta ghen tức? Chúng ta ghen tức người khác là bởi vì người khác hơn mình. Mình chỉ muốn mình hơn người khác thôi, mình không muốn người khác thể hơn mình, người khác phải thua mình. Ai mà hơn mình thì mình lấy làm khó chịu lắm. Chẳng hạn như vấn đề nhan sắc, xin lỗi các bà, các chị, thường thường là phái nữ người ta gọi là phái đẹp. Cho nên là nếu như mà mình á, mà có một cái người bạn nào mà đẹp hơn mình thì mình đi một bên cạnh thì mình thấy mình lép vế, cho nên mình không có ưa. Cho mình đi thích đi người mà nó xấu hơn chút là để mình nổi trội lên. Đó là cái tâm lý thường tình của con người. Rồi khi mà chúng ta thấy ai mà hơn mình về cái địa vị hay là cái gì đó thì chúng ta tỏ ra bực mình lắm. Nhưng mà cái bực mình đó là cái mà nó như một cái con vi trùng, siêu vi trùng, nó sẽ giết chết chính cái bản thân cái người ganh tức đó. Bây giờ ông bà và anh chị em tưởng thôi, bây giờ ông bà và anh chị em cứ nghĩ coi, mình ganh tức một cái người nào đó, tối mình ngủ được không? Nằm bắt tay lên trán cái suy nghĩ một cái điều đó là làm sao để rồi đó là mình đó là có thể nói là mình trả thù, mình rửa nhục cái gì đó rồi. Đó mình suy nghĩ mình ngủ không được. Rồi thân xác mình hao mòn. Rồi cái bao tử của mình nó đau bao tử nữa chứ. Mình tức lên là đau bao tử, ông bà và anh chị em có kinh nghiệm chưa? Có nghĩa là khi mình tức lên nó là mình ăn được, mà nó cứ tức cái vùng đây là mà trong khi đó cái người mà mình ganh tức đó là người ta không hề hấn gì. Còn mình thì đau khổ.
Cho nên mình tội gì mình ganh tức người khác. Cho nên Chúa ban cho mình cái nén bạc nào đó, thì cái điều quan trọng đó là mình làm lời cái nén bạc đó trước mặt Chúa. Không cần thiết là mình phải hơn người ta. Người ta nhận 10 nén thì người ta phải trả lễ trước mặt Chúa trong cái ngày sau hết 10 nén lợi. Còn Chúa cho mình một nén thì mình làm lời một nén, mình đâu có phân biệt anh kia nhiều hơn. Cho nên mình bằng lòng với những gì Chúa ban, mình mới sống hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy là trong cái cựu ước á, cái câu chuyện về ông Giuse, khi mà người cha già Gia-cốp rất là thương Giuse, là bởi vì Giuse là con út trong nhà. Nhưng mà các cái người anh thì lại ghen tức với em ruột của mình, cho nên là tìm cách giết em của mình. Rồi sau này nghĩ là không giết, cho nên bán cho cái người lái buôn sang Ai Cập. Rồi sau này chúng ta thấy là cái việc Chúa làm, Giuse cứu cả cái dòng tộc của nhà Gia-cốp. Cho nên chúng ta thấy cái ganh tức đó làm, cái thứ nhất là nó là thiệt hại cho chính mình, cái thứ hai đó là thiệt hại cho người khác. Một lời mình nói ra gây cho người khác biết bao nhiêu cái đau khổ. Cho nên nhiều khi mình ganh tức, nhiều khi mình nói quá lên, mình vu và cáo gian người khác, rồi á là nhiều khi cái lời nói của mình, nói hành nói xấu với nhau, mình làm giết chết cái người khác. Cho nên nó nguy hiểm cả cái người nói và cả cái người nghe. Như vậy thì mình sống trong cái cuộc sống này nó không còn một cái ý nghĩa gì hết. Khi nó vắng bóng đi cái tình thương thì cái hận thù nó chen vào. Mà khi người ta sống trong cái sự hận thù thì không bao giờ người ta có được cái hạnh phúc. Cho nên trong cái cuộc đời mình cho đi cái gì thì mình nhận lại cái điều đó gấp bội. Như ông bà và anh chị em, sáng ngày chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta đi đến công xưởng, hay là chúng ta đi chợ, hay là buôn bán, chúng ta nhìn một cái người hàng xóm, chúng ta nở nụ cười, thì cái người hàng xóm cho lại mình cái nụ cười. Còn nếu như mình ra mình gặp người hàng xóm khó ưa quá thì là coi như mình cúi xuống mình đi, hoặc là mình nhìn nửa con mắt, thì người ta cũng cho mình lại nửa con mắt. Cho nên cái đời sống này để nó, cái cuộc sống nó có ý nghĩa và mang lại chúng ta cái niềm vui và cái hạnh phúc. Chúa dạy cho chúng ta đừng bao giờ phân biệt kẻ khác tại sao hơn mình. Mình phải có một cái nhìn cởi mở. Đừng bao giờ mình nghĩ mà mình cứ coi cụm về chính mình. Người ta làm những cái điều tốt đẹp, mình phải mừng. Còn người ta gặp hoạn nạn rủi ro, mình phải buồn. Vui với người vui, khóc với người khóc. Chúa dạy như vậy mà. Nhưng mà mình đi làm ngược lại, mình vui với cái người thất bại, còn mình buồn với cái người thành công. Như vậy thì như thế nào? Mình đi ngược lại hoàn toàn với cái lời giáo huấn của Chúa. Cho nên ước mong rằng trong thánh lễ hôm nay, Chúa dạy mỗi người chúng ta, Chúa khiển trách, cũng như Môi-se khiển trách về ông Giô-suê, và Chúa khiển trách về tông đồ Gioan: ai không nghịch với ta là thuận với ta. Có nghĩa là trong cái cánh đồng truyền giáo của Chúa, tất cả mọi người đều là những công cụ trong cái bàn tay của Chúa. Chúng ta phải có một cái mở ra một cái tương quan đối với người khác. Chúng ta nhìn người khác, sống với người khác bằng chính cái trái tim của mình. Và xin Chúa cho chúng ta biết đem yêu thương đến cho người khác. Để rồi khi chúng ta ban phát cái tình yêu thương đó, chúng ta nhận lại được cái tình yêu thương. Và khi chúng ta nhìn thấy nơi người khác cái hình ảnh gương mặt của đấng chịu đóng đinh nơi người anh em của chúng ta, thì chắc có lẽ không bao giờ chúng ta giận hờn, chúng ta không bao giờ oán thù, không bao giờ chúng ta chỉ trích người khác đâu. Nhưng chúng ta chỉ còn cái tình yêu thương mà thôi, bởi vì chúng ta nhìn nhận nơi đó là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ước mong rằng mỗi người chúng ta trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa ban cho chúng con mặc lấy con tim biết yêu thương. Giờ đây xin ông bà và anh chị em chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.